bảo ai lên trên đất bảo hà lên mũi phong nguyệt đó là cảnh tiên. Ông bảy hòa thực đích trung quân sinh thời làm tướng trung thần bao man mường lung lung trải muốn dân ý đảo cầu lập công đầu vua ban này cái thế quyết dẹp loài áp chế hại dân dũng lược như thần tất lòng yêu nước thương dân này hãy còn dẫu bể cạn non mòn cùng quyết quan hoàng ngày sớm ôm nhang khói đăng nhang phục thờ chân kinh có chữ đạo A Di Đà Phật hoàng đi châm đầu phép thời đồng chí thần thông xe bạc hộp đèn pha đê hay vân mộng chèn xích ly các cô pha trà, pha trà điện tử tâm chuông chén ô lòng như hội quỳnh tiên chuốc nga chén trà ô lòng tay lưng bình ngọc các bạn yên dâng dâng mong chén trà hiến thượng uy kim bàn ô long bầu đơn long tình khi thư nhàn hoàng hiên vui hồng trà đôi ba chén đuyên mình hương mình vị được mùi kỳ tân á tân được mùi kỳ tân cảnh thu vui thay hòa vui với phù dung với cỏ cây nguyện phong hoa hoàng lấy thơ làm bạn cầm kỳ thi tìm thú vui vậy lúc tình khi say hoàng đồ ai biết đường hướng thơm khói tỏa ngút trời mây khi tỉnh khi say đố ai biết được say nợ tan bồng tình tình rồi say 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 cùng trắng nước cầu kim cổ hòa say với non sông truyền hàng ngày nhân nhân ai lên đất ý trên bảo ha bảo lên mà mùi phong nguyện ý đó là tiên cảnh thân tươi sao lưu phàn ở tiên cảnh thân tiên trên bảo tiên cảnh thân tiên trên bảo cỏ cây đua chen hoa lái tần ngân 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 hoa đào năm ngoái người phân xa còn kém xa sang ngô lưu phản ở xa còn kém xa 10 phân ở xa còn kém xa 10 phân. Khánh hội chén trà thơm ông bày hiến một đôi ba phần. Ai là tài tử giai nhân cho bó lúc ông bày phong trần với thon nước. Ngư về đồng hoàng mở sách ra sách để đức nặng tương tuy quan hoàng bảy có say một tí cùng với đời. Khuyên giữ trọn đạo làm người đã đi lễ Phật đảnh sư A Di Đà hơn cả. Tâu hoa Lam Mỹ Tào Bắc đầu mì số trường sinh là ôi ấu chép biển họ độ ghế ông đức độ thảo hiền tu tâm tích đức hoàng bảy phê biên cho rõ ràng. Bao những kẻ ngang tàn bạo ngược này hại người rồi ông cho rằng trước thời sau lỗi nhầm hòa xa chi đâu sở nguyện mà như ý cho sở cầu đường thầm thâm. Đã lên đấng cầm cân này mừng ai mất chữ tâm thời tội mi tứ phương ai người hại nhân đi nhân hại khốn đường thoát thân. Như anh nước thiêng soi đời vời vời ai bất chữ tâm thì tội phải mang. Ông khuyên ai đừng có khinh những kẻ bần hàn chữ tâm mà giữ tròn cho vẻ vang sau. Bày xa cho nước tiên tẩy sạch bụi trần thanh cao họ đỗ 10 phần thanh cao chữ cương thường treo cao giá ngọc chữ công dung chữ đức hoàng khuyết nghi họ đổ nhất tâm hôm nay đặt gối tâu quỳ báo hà xin ông hoàng bày đổ chỉ hoàng chứng phù dung ơi hỡi phù dung chén trà điếu thuốc ông ấy say cùng ai đây khi say đi gió về mây, say trắng say nước ông ngồi, say hoa ông say người. Đất Lào Cai là nơi dùng võ, ông bày hoàng một đồng chung quân. Chiều chiều mãn hạt về tiên, dấu thiêng ông khí để khói hương phùng thơ. Lệnh mà sai thầm thầm nhị các cô tiên nàng, cô nào việc ấy sửa sang đứng hầu. Tiên vôi nàng cả cô bao phá nước trà tàu, sơn lâm quan hoàng bảy hợp ý gần gần đầu hoàng ba khen. Bộ khay đèn ngọc ngà cầu sư móc tiêm làm tiên vô là ba dâng hộp hốt vang. Thế là vừa ý ông bảy hoàng đất sơn là lớn. Ngọn đèn khêu tỏ tay cầm bóc tiên ngô là mỹ trà thuốc lý rung lên chè sen cùng thuốc lá cành tiên ngai xanh bì. Nàng sau cô tiên nàng sau tính đết nhu mì dâng nghe hoàng ngựa xám ông đi chấm đồng. Tiên ngô đàn bầy dâng khúc đàn ông miệng ca tay gầy bốn năm cung nghe lót là chiếc lương nga. Hai tay cô trải chuốt ông khen là cô khéo tay. Cô chín hiểu biểu hai tay mẫu sai cô theo một đôi hài dân ông. Nàng mười cô nàng mười đầy lưng ngong cành ba vào giờ tí sách đèn lồng cô bước ra. Tiên cô 11 nè dám điều hằng nga, cầm mê đôi quạt là mua cánh bông hoa sen. Cô 12 trải chiếu chia bài, rõ ràng 12 cô tô nữ hầu tôi bên trong đời đồng lệnh sai thổ mang hội đồng phùng nghịch đón rước ông về cùng bảo hà thanh ra hồi Nghệ An. Ông 10 chân cảnh Nghệ An.